Đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và mời làm việc đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh, 48 tuổi trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu cùng con trai 8 tuổi là thủ phạm chuyên gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 12 năm 2021 đến đầu năm 2022, Thịnh dặn dò và cấu kết với con trai của mình cùng phối hợp đi trộm cắp tài sản ở nhiều nhà dân trên địa bàn. Cụ thể, Thịnh thường thăm dò các cơ sở kinh doanh có ít nhân viên, phần lớn là phụ nữ, để lân la hỏi chuyện mua hàng, đánh lạc hướng, tạo thời cơ để con mình len lỏi, lấy cắp tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Tính đến thời điểm bị bắt, Thịnh và con trai đã thực hiện trót lọt được 3 vụ trộm cắp tài sản, trị giá hơn 25 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Thịnh thừa nhận vì không có việc làm nên đã hướng dẫn và chỉ vẽ cho con trai lấy trộm tài sản của các bị hại. Hiện công an quận Cẩm Lệ đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thịnh để điều tra làm rõ vụ việc.